Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Sơn Định của huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì cái con sông này là con sông Chợ Lách nè anh chị. Ở trên mặt tiền này nè có một miếng đất đang bán, tổng diện tích đó là 570m2, trong đó là có 80m2 thổ cư luôn, chủ kêu giá là 1,5 tỷ. Để em sẽ giới thiệu cho anh chị xem nha. Thì sông này là sông Chợ Lách, xong rồi tới một cái con đường nhựa, xong rồi sẽ tới miếng đất của mình ha. Thì cái hướng ở bên đây á, nếu như mà anh chị mình đi thẳng ra, mình đi khoảng 1 cây số thôi, là ở đó là em thấy sẽ có chợ Lách nè, rồi ngay chỗ mà cái khúc cầu chợ Lách cũ á, rồi có ủy ban công an của chợ Lách luôn. Một lát nữa em sẽ mở cái định vị lên để cho anh chị xem thử ha. Còn miếng đất mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị á, là miếng đất nằm ở bên đây nè. Thì trong cái cuốn sổ đất á, tổng diện tích á là khoảng 601m2, nhưng mà do là cái phần ở phía sau đất á là có mã, cho nên á là chủ đất người ta đã cắt cái phần đó ra để nói chung là cho cái phần đó đi luôn. Và ở phía sau á, chủ cũng đã xây một cái bức tường chắn ngang rồi, cho nên á là cái diện tích còn lại á nó chỉ còn là khoảng 570m2 thôi. Thì mặt tiền bề ngang là 7m, ủa lộn, mặt tiền bề ngang á là khoảng 10m nha anh chị, còn chiều dài là trung bình là khoảng 57m nha. Cho anh chị xem cái sổ nè. Xã Sơn Định của huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, tổng diện tích là 601,2m2 nè, trong đó là có 80m2 thổ cư luôn. Nhưng mà do là cái phần ở phía sau á, chủ đã cắt bỏ ra tầm khoảng 30m để mà trừ cái phần mà cái phần mộ ra là cho bên kia rồi, cho nên nó là còn lại khoảng 570m2 thôi ha. Thì đây là mặt tiền của mình nè. Em thấy là đường liên xã này ha, bề ngang là khoảng 10m, chiều dài do là cắt bớt đi rồi cho nên là còn khoảng 57m thôi nha. Thì chủ chốt giá luôn là 1,5 tỷ. Giá cả thì chủ nói là giá này giá chốt luôn, không có thương lượng. Nhưng mà nếu như mà anh chị mình có quan tâm á, mình đi xem rồi em sẽ hẹn chủ ra để cho anh chị gặp trực tiếp với chủ để nói chuyện luôn cho nó dễ hơn ha. Thì bề ngang 10m á là mình sẽ được tính từ ngay chỗ cái mí hàng rào ranh giới ở bên đây nha anh chị. Đó, bên đây là có một cái hàng rào ranh giới nè, nó khoảng ngay cái cây trụ này luôn nè ha. Mình sẽ đo dài qua bên đây. À, ngay chỗ cái cây trụ này nè anh chị. Nè, ngay cây trụ này là có cái hàng rào lưới B40 nè ha, là khoảng 10m. Còn chạy sâu vô tới phía cuối đất ở phía sau là 57 nha. Đường này là đường nhựa nha anh chị, xe ô tô, xe tải là chạy vinh vu luôn ha. Xung quanh anh chị xem nè, đã có hàng rào rồi nè. Đó, bên đây là cũng có hàng rào luôn ha. Thì cái này á là nhà chắc cũng, nhà này cũng cũ rồi, do là bây giờ cũng không có ở nữa, để lâu ngày cho nên nó cũng xuống cấp ha anh chị. Cái này về á thì anh chị mình có thể đập bỏ để mà mình xây lại một cái căn nhà mới cũng được ha. Do là ở phía trước có một con sông rất là lớn luôn nha, cho nên là rất là mát mẻ luôn. Chiều chiều á anh chị mình có thể ra đó mình ngồi mình hóng gió này ha, rồi mình câu cá ngắm cảnh đồ cũng thoải mái nữa. À, ở trong đất của mình á anh chị là em thấy chỉ được mấy cây nhãn nè. Rồi xung quanh có mấy cây nhãn nè anh chị. À, ở đây dùng đất, ở đây là đất nước ngọt nha anh chị. Xung quanh đây á, thì cái vùng Chợ Lách á, thường là cây trái rất là nhiều luôn. Và cũng là cái điểm mà người ta làm ra những cái cây giống để mà người ta bán đi á anh chị. Người ta chở đi Sài Gòn bán nè, hoặc là đi những chỗ xa hơn cũng có nữa. Đa số ở đây là em thấy là hộ kinh doanh cây kiểng rất là nhiều luôn. Một lát á, em sẽ đi ở ngoài con đường ngoài kia á, em sẽ quay một khúc để cho anh chị xem ha. À, đất mình á, hiện tại là bây giờ là không có mã nha anh chị. Nhưng mà ở bên hàng xóm á, đối diện bên hàng xóm là sẽ có, là ở bên đây nè. Nó ở bên đây, với lại hình như là ở cái bên đây cũng có nữa nè anh chị ơi. Nói chung là hai bên hàng xóm của mình ở cuối đất là có. Với lại cái bức tường này nè, đó là chủ đất người ta đã xây cái bức tường ngang rồi. Cái phần mã ở phía sau là mình không có còn thấy nữa. Ngày xưa thì mã đó là nằm chung ở trong đất mình luôn, nhưng mà bây giờ chủ cắt ra rồi, chỉ bán cho anh chị cái phần phía trước là khoảng 570m2 thôi ha. Phía sau thì không có tính. Trong đó là có 80m2 thổ cư luôn. Lúc đầu á anh chủ kêu giá 1 tỷ 6 lần anh chị ơi, mà em nói giá hơi cao, em năn nỉ bớt xuống, với lại cái giá chốt luôn để em quay á, thì anh nói là bây giờ là anh chốt luôn là 1 tỷ rưỡi.
cho nên đó là em xin quay giá 1,5 tỷ luôn. Có gì á anh chị mình đi xem rồi em sẽ hẹn anh ra để cho mình gặp trực tiếp với anh chủ đất mình nói chuyện luôn, nó sẽ dễ hơn ha. Rồi thì để em sẽ mở định vị lên để cho anh chị xem nha. Ở đây á, phía trước mặt tiền của mình á là đường điện, đường nước, đường wifi là vô tới hết luôn nha, anh chị yên tâm ha. Đất của mình á là sẽ nằm ở hướng đông nha anh chị. Thì đây cái nút màu xanh xanh là cái vị trí mà em đang đứng nè. Đó, ở phía trước cái con sông này là con sông Chợ Lách lúc nãy nè ha. Mình đi ngược ra đây tầm khoảng 1 cây số thôi là sẽ tới ngay chỗ cầu Chợ Lách cũ nè. Đó, qua đây một xíu nữa là có bệnh viện đa khoa của Chợ Lách luôn. Bên đây là ủy ban của huyện Chợ Lách luôn ha, có nhà xe luôn. Rồi qua bên đây là có Chợ Lách luôn nè, để em phóng to lên ha. Anh chị đi là tầm khoảng 1 cây đến 1,5 cây số thôi là sẽ tới những tiện ích xung quanh liền ha, cũng không có xa lắm đâu. Mình đi là khoảng 3 đến 5 phút thôi à. Bên đây là em thấy có chùa nè, đó nhà văn hóa nè ha. Đây, bên đây là nha khoa rồi nữa nè, rồi nhà xe nè, công ty luôn, tiệm tạp hóa là có đầy đủ hết luôn ha. Bên đây là công an huyện Chợ Lách luôn nè, đó rồi trạm xe nữa nè, rồi sân vận động luôn. Trung tâm văn hóa nữa nè, rồi Chợ Lách nữa nè. Từ đây mà anh chị đi ra tới ngay chỗ này nè là Chợ Lách của huyện Chợ Lách nè. Trung bình là khoảng 5 phút nha anh chị. Ở đây là có siêu thị điện thoại luôn nè. Nó rất là nhiều luôn, có sân vận động đầy đủ hết luôn. Điện máy xanh là có đầy đủ hết, bệnh viện, công an, ủy ban đồ đó. Thì trung bình mà anh chị đi là khoảng 3 đến 5 phút nha. Em sẽ mở lên thử coi. Từ đây mà anh chị đi qua tới ngay chỗ Chợ Lách đi. Nè, từ vị trí của mình á mà anh chị đi qua tới bên chợ á là có khoảng 1,4 cây số thôi. Mình đi là khoảng 4 đến 5 phút là sẽ tới thôi, là chợ ở đây nè ha. Thì nguyên một cụm này là sẽ có đầy đủ hết luôn nha. Còn từ vị trí của mình ở đây á mà anh chị về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Từ vị trí của mình ở đây á mà anh chị về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á là khoảng 97 cây số nha. Đây 97 cây số là anh chị đi là khoảng 2 tiếng rưỡi á anh chị, là mình mới về tới đây ha. Cái này cũng có khá là nhiều đường đi luôn á. Em thấy là anh chị có thể đi đường từ Bến Tre lên, hoặc là anh chị đi đường ở Tiền Giang lên cũng được nữa. Hồi nãy là em đi theo đường em qua cầu Ngũ Hiệp á anh chị. Qua cầu Ngũ Hiệp xong rồi em qua một cái phà là phà gì hồi nãy em quên mất tiêu rồi. Phà Ngũ Hiệp á? Không. Em nhớ là Sơn Định hả? À phà Sơn Định hay gì đó anh chị ơi, em cũng không có rành khu này nữa. Mà em nhớ là em qua cầu Ngũ Hiệp xong rồi em qua một cái phà nữa mới tới đất của mình. Nhưng mà được cái là đất của mình là xe ô tô 16 chỗ là có thể vô tới luôn ha. Đi đường thì toàn là đường nhựa không ha. Rồi để em xem thử ở đây coi mình đi trường học là khoảng bao xa ha. À, xung quanh thì cũng có trường học nè anh chị. Bên đây là có trường tiểu học thị trấn Chợ Lách nè. Rồi bên đây là trường trung học cơ sở Sơn Định nè. Rồi trường mẫu giáo, trường mầm non luôn. Nói chung là đầy đủ hết. Trung bình là anh chị đi là cũng khoảng 3 đến 5 phút thôi nha. Nguyên một cái cụm này là dân cư rất là đông luôn ha anh chị. Đây nè, nhà là san sát nhau luôn. Đó, sát bên đất của mình nè. Dân cư rất là đông đúc luôn. Còn mà từ ở thành phố Mỹ Tho á, mà anh chị mình lên tới đây á, để em xem thử nha. Từ đây á mà mình đi tới thành phố Mỹ Tho là 37 cây số nha anh chị. Đây mình đi là khoảng 1 tiếng 20 phút là mình sẽ tới đây nha, 37 cây số ha. Còn từ ở vị trí của mình á mà mình đi tới trong thị trấn của Chợ Lách luôn á là có khoảng 3 cây số thôi anh chị. Nè. Thị trấn của Chợ Lách nè là có khoảng 3,1 cây số và anh chị đi là có 8 phút là tới thôi. Một lát á, em sẽ chạy ở ngoài cái con đường ở phía ngoài á, một đoạn cho anh chị xem thử ha. Thì em xin nhắc lại nha, đất của mình á, là nằm ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì đất là nằm trên mặt tiền đường lộ nhựa. Ở đó là phía trước là có một cái con sông Chợ Lách luôn, rất là lớn luôn ha. Ở đây á, là anh chị có thể cất nhà vườn nghỉ dưỡng cũng được nữa. Em thấy vị trí cũng đẹp nè, xung quanh là không khí cũng rất là thoáng mát luôn ha. Xe ô tô là vô tới chỗ luôn, điện nước wifi là vô tới đầy đủ luôn.
dân cư cũng rất là đông luôn. Những cái tiện ích xung quanh nè như chợ, trường học, ủy ban, rồi công an, nhà văn hóa, siêu thị á, anh chị đi là có khoảng 5 phút là tới thôi. Còn mà cách trung tâm của thị trấn Chợ Rách luôn á là có khoảng 3 cây số thôi ha. Đây anh chị xem nè. Tổng diện tích luôn á là 570 m², mặt tiền bề ngang là 10 m, chiều dài là 57 nha. Có 80 m² thổ cư luôn, chủ chốt giá là 1,5 tỷ. Rồi thì anh chị nào mà quan tâm á thì mình có thể liên hệ cho bên nhà đất Quyền Trang ha. Tụi em sẽ dẫn anh chị đi xem đất nè, rồi mình sẽ gặp trực tiếp với chủ đất để mà mình nói chuyện về giá cả luôn. Chứ anh nói là giá này là giá chốt rồi đó, nhưng mà em nghĩ là anh chị đi xem á, mình gặp trực tiếp với chủ mình nói chuyện thì nó sẽ dễ hơn ha. Rồi thì cảm ơn anh chị đã xem video của em nha. Bye bye. Con sông này rất là lớn luôn ha, tàu bè rồi nè, anh chị xem nó chở tàu chở công rồi nè, nó rất là lớn luôn ha. Đó, Chợ Lách hồi nãy em nói anh chị là ở bên đó đó, còn cái đó là cây cầu Chợ Lách cũ nha.